Một cặp vợ chồng người Nga đã thiệt mạng hôm 17 tháng 7 trong vụ tấn công mà Moscow quy trách nhiệm cho Ukraine. Cô con gái 14 tuổi được cho là cũng bị thương. Vụ việc xảy ra khi gia đình này lái xe qua cầu Crimea vào ban đêm. Đoạn video do Ủy ban điều tra của Nga công bố hôm 17 tháng 7 cho thấy các nhà điều tra đang thu thập các mảnh vỡ trên phần hư hỏng của cây cầu. Hiện chưa rõ cây cầu đã bị tấn công như thế nào. Quân đội Ukraine cho rằng đây có thể là một hành động khiêu khích của chính Nga. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết cơ quan an ninh Ukraine đứng sau vụ việc. Cô gái bị thương tên là Angelina, 14 tuổi, cha mẹ cô là Alexei và Natalia đều đã qua đời. Cây cầu dài gần 20 km bắc qua eo biển Kerch là con đường duy nhất nối mạng lưới giao thông của Nga và bán đảo Crimea, nơi Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Cây cầu đóng vai trò rất quan trọng với việc cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các sản phẩm khác cho Crimea, nơi có cảng Sevastopol là căn cứ lịch sử của hạm đội Biển Đen của Nga. Nó cũng đã trở thành một tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm ngoái. Nga đã quy trách nhiệm cho Ukraine về vụ tấn công cây cầu vào tháng 10 năm 2022. Ukraine chỉ thừa nhận gián tiếp về vụ tấn công vài tháng sau đó. Sau vụ việc năm 2022, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố Ukraine, bao gồm cả nguồn cung điện để trả đũa. Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công hôm 17 tháng 7, Nga tuyên bố đã ngừng tham gia vào một thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Điện Kremlin cho biết việc tạm dừng thỏa thuận không liên quan gì đến vụ tấn công cây cầu. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ có hành động đáp trả cứng rắn vụ tấn công của Kiev. Trong một cuộc họp bất thường với các quan chức cấp cao hôm 17 tháng 7, ông cho biết các biện pháp chính xác hiện đang được Bộ Quốc phòng cân nhắc. Tổng thống cũng kêu gọi các quan chức tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh cây cầu. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,